Các em học sinh thân mến, một tuần mới lại đến, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một bài học mới. Như chúng ta đã biết, bên cạnh các thân phận chính là chủ ngữ và vị ngữ, trong câu còn có sự tham gia của các thành phần khác. Chúng sẽ bổ sung ý nghĩa cho nòng cốt câu, một trong những thành phần phụ đó là trạng ngữ. Tiết học hôm nay các em được tìm hiểu qua bài thêm trạng ngữ cho câu và thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo. Tiết 83, 84 tiếng Việt, thêm trạng ngữ cho câu và thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo. Đây là bài học khuyến khích các em tự đọc, tự làm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trước khi đi vào bài học, các bạn cần nắm được cho cô mục tiêu của bài. Bài học này chúng ta cần đạt được các mục tiêu sau. Thứ nhất, bài học giúp chúng ta nắm được khái niệm trạng ngữ. Thứ hai, giúp chúng ta nắm được cấu tạo trạng ngữ, hiểu được tác dụng của việc tách trạng ngữ thành câu riêng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào phần 1 lăng mã, đặc điểm của trạng ngữ. Một nhỏ là ví dụ sách giáo khoa trang số 39. Các bạn cùng theo dõi và ví dụ sách giáo khoa cho cô. Ví dụ như sau. Dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người đời đời, kiếp kiếp. Tre với người như thế đã mấy nghìn năm, một thế kỷ văn minh khai hóa của thực dân không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người, cối xay tre lặng nề quay, từ nghìn đời nay xay nắm thóc. Trước khi đi tìm hiểu ví dụ, chúng ta cùng nhau ôn lại khái niệm trạng ngữ đã được học ở tiểu học. Vậy thì trạng ngữ là gì? Cô sẽ nhắc lại để cho các bạn cùng nhớ. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung một ý phụ cho sự việc được nêu trong câu. Vậy thì dựa vào kiến thức đã học, các bạn hãy xác định cho cô trạng ngữ trong mỗi câu ví dụ trên. Ở trong ví dụ trên, chúng ta xác định được các trạng ngữ. Thứ nhất là dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời. Thứ hai là đời đời kiếp kiếp. Và thứ ba đó là từ nghìn đời nay. Tiếp theo là các bạn cho cô biết tiếp các trạng ngữ vừa tìm đã bổ sung những ý nghĩa gì cho câu. Ở đây chúng ta thấy trạng ngữ dưới bóng tre xanh, đây là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Thứ hai, đã từ lâu đời, đời đời kiếp kiếp, từ nghìn đời nay, có ý nghĩa chỉ thời gian. Ngoài ra, trạng ngữ còn bổ sung cho câu các ý nghĩa như nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức. Cô có ví dụ, các bạn cùng theo dõi vào ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, vì muốn mẹ sống thật lâu, cô bé dừng lại bên đường tước các cánh hoa ra thành nhiều mảnh nhỏ. Trạng ngữ ở đây đó là vì muốn mẹ sống thật lâu, có ý nghĩa chỉ nguyên nhân. Ví dụ thứ hai, để cảnh báo con, bố đã viết thư này. Trạng ngữ đó là để cảnh báo con, có ý nghĩa chỉ mục đích. Ví dụ thứ ba, bằng chiếc xe đạp em đi đến trường. Trạng ngữ bằng chiếc xe đạp có ý nghĩa chỉ phương tiện. Và ví dụ thứ tư, lễ phép em cúi đầu chào cô. Trạng ngữ ở đây đó là lễ phép có ý nghĩa chỉ cách thức. Như vậy, trạng ngữ bổ sung những ý nghĩa thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra trong sự việc nêu trong câu. Về vị trí của trạng ngữ, chúng ta thấy trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu và cuối câu. Bây giờ chúng ta thử thay đổi vị trí của trạng ngữ trong câu ví dụ trên. Dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Chúng ta thấy trạng ngữ ở đây nằm ở vị trí đó là đầu câu. Cũng với ví dụ này, bây giờ chúng ta sẽ thử thay đổi vị trí của trạng ngữ ở trong câu. Người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời. Đợi vị trí ở trạng ngữ ở đây đứng ở vị trí cuối câu. Tiếp theo, người dân cày Việt Nam dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Vị trí của trạng ngữ ở đây đó là đứng ở giữa câu. Một điểm mà các bạn cần lưu ý cho cô đó là về hình thức. Làm thế nào để phân biệt trạng ngữ với chủ ngữ, vị ngữ trong câu? Ta thấy giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết. Qua việc tìm hiểu ví dụ trên, ta thấy trạng ngữ có những đặc điểm gì? Bây giờ chúng ta cùng đi sang phần 2 nhỏ là ghi nhớ sách giáo khoa trang số 39.
Đặc điểm của trạng ngữ đó là về ý nghĩa, trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. Về hình thức, trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu. Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết. Đó là về đặc điểm. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 25 mã công dụng của trạng ngữ. Một nhỏ là ví dụ sách giáo khoa trang số 45. Các bạn cùng theo dõi vào ví dụ trong sách giáo khoa. A. Nhưng tôi yêu mùa xuân, nhất là vào khoảng sau rằm tháng giêng. Thường thường vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ, thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lý, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ 8-9 giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn hồng, sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột. B. Về mùa đông, lá bàng như màu đồng hun. Trước tiên, chúng ta cùng nhau đi tìm trạng ngữ trong ví dụ trên. Ở đây chúng ta xác định được các trạng ngữ sau. Thứ nhất, thường thường vào khoảng đó. Thứ hai, sáng dậy. Thứ ba, trên giàn hoa lý. Thứ tư, chỉ độ 8-9 giờ sáng trên nền trời trong trong. Thứ năm, về mùa đông. Chúng ta đã biết trạng ngữ không phải là thành phần bắt buộc của câu. Nhưng mà vì sao trong ví dụ trên ta không nên hoặc không thể lược bỏ trạng ngữ? Ở đây chúng ta thấy trong ví dụ A, ta không nên hoặc không thể lược bỏ trạng ngữ bởi vì trạng ngữ góp phần làm cho câu văn thêm cụ thể, rõ ràng, giúp cho người đọc hiểu được sự việc xảy ra ở đâu, khi nào. Thứ hai là trạng ngữ giúp liên kết các câu làm cho đoạn văn trở nên mạch lạc hơn. Trong ví dụ B, trạng ngữ xác định hoàn cảnh, điều kiện của sự vật, sự việc giúp nội dung miêu tả đầy đủ, chính xác hơn. Như vậy, trạng ngữ có những công dụng gì? Chúng ta cùng nhau đi sang phần 2 nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa, trang số 46. Thứ nhất, công dụng của trạng ngữ đó là xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ, chính xác hơn. Thứ hai, nối kết các câu, các đoạn với nhau, góp phần làm cho đoạn văn, bài văn được mạch lạc hơn. Đó là về công dụng của trạng ngữ. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi sang phần 35 mã tách trạng ngữ thành câu riêng. Một nhỏ là ví dụ sách giáo khoa trang 46. Các bạn theo dõi vào sách giáo khoa. Ví dụ như sau. Câu in đậm dưới đây có gì đặc biệt? Người Việt Nam ngày nay có lý do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình và để tin tưởng hơn vào tương lai của nó. Câu trên đặc biệt bởi vì nó là trạng ngữ bị tách thành một câu riêng, không được liền mạch với câu trên, mặc dù hai câu có cùng một ý nghĩa. Vậy thì chúng ta thấy việc tách câu đó có tác dụng gì? Đó chính là nhằm nhấn mạnh ý, chuyển ý và thể hiện được cảm xúc. Trong một số trường hợp, để nhấn mạnh ý, chuyển ý hoặc thể hiện những tình huống cảm xúc nhất định, người ta có thể tách trạng ngữ, đặc biệt là trạng ngữ đứng cuối câu thành những câu riêng. Đó là nội dung trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 47, hai nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 47. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 45 mã là luyện tập. Cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập 1, 2 sách giáo khoa trang 47, 40, 47, 48. Đầu tiên là bài tập 1, sách giáo khoa trang 47. Người ta yêu cầu chúng ta đó nêu công dụng của trạng ngữ trong các đoạn trích sau đây. A. Kết hợp những bài này lại, ta được chiêm ngưỡng một bức chân dung tinh thần tự họa rất rõ nét và sinh động của nhà thơ. Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy trong nhà thơ Hồ Chí Minh có nhà báo Nguyễn Ái Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp, ký sự, phóng sự và nghệ thuật châm biếm. Ở loại bài thứ hai, ta thấy ở nhà thơ cách mạng. B. Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?
Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh bóng trúng không? Không sao đâu, vì lúc còn học phổ thông, Louis Pasteur chỉ là học sinh trung bình về môn hóa. Ông đứng hạng 10 năm trong số 22 học sinh ở lớp. Vậy thì trước khi mà đi nêu công dụng của trạng ngữ, chúng ta sẽ đi xác định các trạng ngữ ở trong các ví dụ trên. Trong ví dụ A, chúng ta xác định được các trạng ngữ thứ nhất, kết hợp những bài này lại. Thứ hai, ở loại bài thứ nhất. Thứ ba, ở loại bài thứ hai, có công dụng đó chính là trạng ngữ này chỉ trình tự lập luận giúp đoạn văn trở nên rõ ràng, dễ hiểu hơn. Trong ví dụ B, chúng ta xác định được các trạng ngữ thứ nhất là đã bao lần. Thứ hai, lần đầu chập chững bước đi. Thứ ba, lần đầu tiên tập bơi. Thứ tư, lần đầu tiên chơi bóng bàn. Thứ năm, lúc còn học phổ thông. Và thứ sáu, về môn hóa. Trạng ngữ ở đây có công dụng đó là chỉ trình tự lập luận, bổ sung ý nghĩa về thời gian, phương tiện, làm đoạn văn mạch lạc. Đó là bài tập 1. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Trang 47-48. Chỉ ra những trường hợp tách trạng ngữ thành câu riêng trong chuỗi câu dưới đây, nêu tác dụng những câu do trạng ngữ tạo thành. A. Bố cháu đã hy sinh năm 72. B. Bốn người lính đều cúi đầu tóc xõa gối, trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn ly biệt bồn chồn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy trong ví dụ A, trạng ngữ đó là năm 72 có tác dụng đó chính là nhấn mạnh thời điểm hy sinh của nhân vật. B. Trạng ngữ đó là trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn ly biệt bồn chồn có tác dụng đó là làm nổi bật thông tin ở lòng cốt câu. Đó là về bài tập. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần đó là củng cố kiến thức mà chúng ta vừa học. Vậy thì bài học này, thứ nhất là các bạn nắm được cho cô đặc điểm của trạng ngữ. Trạng ngữ có những đặc điểm gì? Thứ hai là nêu được công dụng của trạng ngữ. Và thứ ba là cách tách trạng ngữ thành câu riêng thì có tác dụng gì? Đó là về phần củng cố. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần hướng dẫn về nhà. Thứ nhất là các bạn đọc lại ghi nhớ cho cô. Thứ hai là làm bài tập trong sách giáo khoa trang 39-40 để nắm đặc điểm của trạng ngữ. Thứ ba là soạn trước bài tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh và cách làm bài văn lập luận chứng minh. Và cô yêu cầu các bạn là làm bài tập vào trong giấy, sau đó khi đi học lại ghim tất cả những bài tập mà thầy cô yêu cầu vào một hành một sấp, nộp lại cho giáo viên để các thầy cô chấm điểm, lấy điểm cho các bạn.